ông Lê Đức Trác. Trong không khí nghiêm trang, xin kính cẩn truy niệm tiền ân anh linh đại danh y. Kính mong người bình an, siêu độ hộ trì cho quốc thái dân an. Sinh vật được sinh sôi, nhà nhà được hưng thịnh, cho nhân dân mạnh khỏe, an bình, quê hương đất nước hưng thịnh, phú cường, trường tồn và phát triển. Với nét tâm nhân thành kính, cúi đầu thay cho vạn lời cầu, xin kính mời đồng chí Đào Hồng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Minh Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền, nên thắp hương tưởng nhớ. Kính mời đồng chí Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền lên đọc văn tế. Hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Thế Tứ, Quý Mão, Nhất Nguyệt, Thập Ngũ Nhật, Dương Lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2023, tại khu đền thờ đại danh y Hải Thượng Lão Ông Lê Hữu Trác, tại thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hương Yên, nhân ngày giỗ của đại danh y Hải Thượng Lão Ông Lê Hữu Trác, các lãnh đạo Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trú tại 138A Giản Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, các lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hương Yên gồm Lữ Viên Chủ, Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lam Tiến Chủ, Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, Lam Tiến Chủ, Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, Lam Tiến Chủ, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Lam Tiến Chủ, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Lam Tiến Chủ, Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Lam Tiến Chủ, Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế, Lam Tiến Chủ, Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế, Lữ Tiến Chủ, Nguyễn Thị Liên Hương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Lam Tiến Chủ, Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Lam Tiến Chủ, Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Lam Tiến Chủ, Nguyễn Hùng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên, Lam Tiến Chủ, Nguyễn Văn Đoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Lam Tiến Chủ, Bùi Nhân Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Lữ Tiến Chủ, Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội, Lữ Tiến Chủ, Nguyễn Thị Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Lam Tiến Chủ, Đặng Xuân Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên, cùng đại diện các lãnh đạo vụ cục, tổng cục, thanh tra, văn phòng Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Hội Đông y Việt Nam, Hội Nam y Việt Nam, Hội Châm cứu,
Sở Y tế thành phố Hà Nội và các đơn vị trong ngành y tế Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo ngành y tế tỉnh Hưng Yên, đại diện các sở ban ngành, bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên, chính quyền sở tại huyện Yên Mỹ, chính quyền huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền sở tại xã Liêu Xá, lòng thành hương đăng kính dâng lễ Phật tại khu di tích lịch sử đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Chúng con dâng lễ phẩm thanh tịnh để các chư minh thần, long tiên, thổ thần, bản cảnh thanh hoàng tại nơi bản tự này. Kính lễ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, chư thiên bảo hộ, thiên long hộ pháp, cung đình anh linh đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thủ hưởng lễ vật và chứng giám lòng thành. Cung đình anh linh gia tiên đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác về phối hưởng. Xin cung đình người phù hộ cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sức khỏe toàn diện về chính trị, về kinh tế, văn hóa, xã hội. Xin cung đình người phù hộ cho toàn thể các cơ quan trong ngành y tế Việt Nam, các cơ quan trong ngành, ban ngành của tỉnh Hưng Yên phát triển thuận hòa, công việc được thành công, để thực hiện tốt công tác chăm lo và bảo vệ sức khỏe cho con dân nước Việt, góp phần xây dựng Việt Nam cường thịnh an khang. Chúng con thành tâm cung thỉnh người phù hộ cho các tín chủ luôn mạnh khỏe, cá nhân, gia đình hạnh phúc và bình an, trời xuân ấm áp, cây cỏ tốt tươi, cháu con già đời kính dâng lễ Phật, tỏ lòng chân thật, hiến nén tâm hương, giữ đạo luân thường, ơn nhờ tiền bối mở đường chỉ lối cho kẻ hậu sinh, loài giống phồn vinh cũng nhờ sức khỏe, tuổi nghề còn trẻ, sự học còn lòng tâm linh y tâm kho tàng quý báu, mong cho con cháu cố gắng học hành kế thừa cha anh sướng minh y đạo, phải thật mạnh bao không được rụt rè, vừa làm vừa hé biết thao biết túng, thần phương diệu dụng y huân cách ngôn, để ý đến luôn trở lên sao ngát kinh luân cán đạt y hải cầu nguyện, bí quyết chân truyền ngoại tàng thông trị, để mà xử lý điều trị lâm sàng y án âm dương dạy cho hậu thế, diệu dụng vô kể áp dụng phát huy thắc quý cứ hoặc tùy lên thơm lên mật, cho ngọc cho tốt mới là cho gương hạ ăn no chẳng lo được sách, giữ lòng cho sạch phong cách làm thầy còn chỗ chưa hay nhưng không được dở, lạy nhân ngày dỗ bày tỏ lòng thành, xin hiển anh linh âm phù giúp đỡ, cần tạo cần cáo cần cáo. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế và dân người đang đứng đằng sau. Xin chào. Bạn đứng đằng sau đây này. Bạn đứng lên trên. Đứng lên. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, cùng mình lãnh đạo các sở ban ngành toàn thể tổ chức dân quân. Cân đối. Thank you.
chưa nghỉ được. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí thường trực Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã thị trấn và sân hương.